Huyện Tam Nông vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 xã thị trấn với 96 vận động viên. Các vận động viên phải là thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Hội thi có 2 phần gồm lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các đội thi sẽ tham gia trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành sẽ thực hiện chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội thi nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ đối với hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Kết thúc hội thi sẽ lựa chọn một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có thành tích xuất sắc nhất đại diện cho huyện tham gia hội thi cấp tỉnh.